Xin chào tất cả các bạn nha. Trên tay mình đang cầm một con cưa xếp. Cái này các bạn. Đây, cưa xếp. Dùng để đi phượt. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn cái biến nó vừa là một cái cưa, vừa là một con dao. Gấp được rất tuyệt vời nha. Thì mình lấy một cái lưỡi cưa bằng thép dày thế này và cắt thành cái lưỡi. Đấy, mở nó ra. Nghĩ chắc rất nhiều bạn thích cái kiểu này. Đấy. Rồi, mình sẽ cắt đường này nhé. Trước tiên là mình mài đá lớn này. Đá này khoảng 200-300. Đá lớn là để phá các bạn, mài phá đấy. Giờ mình xài đá mịn hơn này. Đá này 800 đến 1000. Để lấy mép dao cho nó sắc hơn. Mài dao thì bắt buộc phải mài hai loại đá nha các bạn. Đá thô và đá mịn. Rồi, mình ráp lại nha các bạn. Thì lưỡi cưa mình sẽ để dưới. Đó. Rất là sắc luôn nha. Là bằng thép mà. Đấy, như vậy là xong. Một cây cưa, vừa có lưỡi cưa vừa có dao luôn. Đấy. Xếp vào rất gọn luôn các bạn. Đây, đẹp không? Như vậy là xong rồi các bạn. Về là lưỡi cưa. Đấy. Đây là con dao. Rồi, ok, mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Rồi, mình sẽ thử cắt test su su nhé. Ngọt sớt luôn các bạn. Thấy chưa? Bởi vì cái dao này làm bằng lưỡi cưa bằng thép á, nó rất là sắc các bạn, thái cực kỳ mỏng luôn, ngon lành cành đào nhá. Rồi, trước tiên mình sẽ test cái cưa nha, gấp dao vào và cắt bình thường luôn các bạn. Đấy, như vậy là xong. Rất là sắc. Ok. Rồi. Test lưỡi dao nha. Đây, mình test dao này. Một phát là đứt. Ok chưa? Sắc ngọt luôn. Rồi, các bạn xem lưỡi dao này. Không hề hấn gì nha. Đó, lưỡi dao không hề bị gì. Đó, lưỡi dao vẫn còn tốt. Ok. Đấy, như vậy mình đã có một cái bộ lưỡi vừa dao vừa cưa. Rất tuyệt vời, đi phượt rất tuyệt vời. Chuẩn bị để hết dịch sẽ đi phượt. Ok các bạn nhá.